Việt Nam có 1.009.879 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.250 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.004.879 ca, trong đó có 853.394 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh thành phố không có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Cạn và Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 445.203 ca, Bình Dương 242.243 ca, Đồng Nai 76.656k Long An, 36.362k Tiền Giang, 20.150k. Tình hình điều trị COVID-19, số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 3.515k, trong đó có 431k thở máy và ECMO. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh 856.211k. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.515k, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.410k thở oxy dòng cao HFNC 474K, ca, thở máy không xâm lấn 106K, thở máy xâm lấn 311K, ECMO 14K. Số bệnh nhân tử vong, trung bình tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 74K. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 22.930 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, Tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong ở Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện được 23.730.130 mẫu cho 63 triệu 675 966 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 96 triệu 557 452 liều, trong đó tiêm một mũi là 63 triệu 682 168 liều, tiêm mũi hai là 32 triệu 875 284 liều. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer.info, cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 11 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 253.131.192 ca, trong đó có 5.102.441 người tử vong. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Anh, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất, trong kỹ số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại Nga trên 1.200 ca. Các nước cũng ghi nhận trên 228 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và trên 77.000 ca hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 12 tháng 11, thế giới có 121 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 97 quốc gia trên vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 782.000 ca tử vong trong tổng số 47.700.000 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 462.690 ca tử vong trong số 34.414.186 ca. Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người thì có 608 người tử vong. Tiếp đến là Bosnia Herzegovina với 363 người và Cộng hòa Bắc Macedonia với 350 người trên 100.000 dân. Tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho trẻ có bố mẹ mất vì COVID-19. Công đoàn viên chức Việt Nam đã có hướng dẫn về việc giả soát, lập hồ sơ đề nghị trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi còn là đoàn viên Công đoàn tử vong vì COVID-19. Theo đó, đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì COVID-19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi. Về mức trao, tặng số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng trên cháu. Trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi cha hoặc mẹ do tử vong vì COVID-19. Tặng số tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng trên cháu, trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì COVID-19. Thời điểm thực hiện hỗ trợ từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì COVID-19. Bình Dương yêu cầu các cơ sở y tế áp dụng đúng giá xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Ngày 12 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế nghiêm túc triển khai thực hiện đúng theo nội dung Thông tư số 16 của Bộ Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh giá dịch vụ mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng trên một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng trên một xét nghiệm. Về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR, trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng trên một xét nghiệm. Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 phải kê khai giá, niêm yết giá theo quy định, gửi bằng giá thu phí test nhanh và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR của đơn vị về cơ sở y tế để đăng công khai trên website Sở Y tế Bình Dương, hạn chót trước ngày 30 tháng 11. Sở Y tế tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, và xử lý nghiêm các vi phạm lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ. Thừa Thiên Huế tạm dừng một số hoạt động từ ngày 13 tháng 11 để đảm bảo chống dịch COVID-19. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 12 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo từ ngày 13 tháng 11 một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện như sau. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR code. Phục vụ không quá 50% công suất và không quá 20 khách hàng trong cùng một thời điểm. Tiệc cưới hỏi liên hoan tiệc mừng phải đảm bảo thực hiện quy định phòng chống dịch, giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR code. Tối đa không quá 50% công suất phục vụ và không quá 30 người. Tổ chức đám tang, việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Hoạt động tham quan, du lịch phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người trên đoàn, ở khu vực ngoài trời và không quá 10 người trên đoàn trong cùng một thời điểm ở trong nhà. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thời tự hoạt động không quá 20 người và không quá 50% công suất. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoạt động không quá 50% công suất, các nhà hàng, đại khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoạt động không quá 50% công suất và không quá 20 khách hàng trong cùng một thời điểm bên cạnh đó tỉnh thừa thiên huế tạm dừng các hoạt động từ ngày 13 tháng 11 như hội họp các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trường hợp thực sự cần thiết phải tổ chức chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường các hoạt động tập trung quá 20 người là ngoài phạm vi cơ sở trường học bệnh viện tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage sông hơi cơ sở thẩm mỹ spa game online dạp chiếu phim hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao trong nhà là phòng tập gym, yoga, zumba, các bãi tắm biển công cộng, bãi tắm sông, suối, bể bơi. Covid-19 tại các tỉnh thành miền Tây tiếp tục gia tăng ca cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 12 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 548 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 200 ca mắc cộng đồng được ghi nhận trong ngày tập trung ở nhiều các địa phương như Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc. Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh, Sở Y tế tỉnh An Giang đã công bố cấp độ dịch cấp 4, nguy cơ rất cao đối với hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc. Chỉ có một huyện Thoại Sơn đạt cấp độ 1, bình thường mới, còn lại đều ở cấp độ 2 và 3. Sóc Trăng có 343 ca mắc COVID-19 trong ngày 12 tháng 11, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, có 186 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Đến nay, Sóc Trăng đã có 8.812 ca. Tỉnh Sóc Trăng yêu cầu người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Sóc Trăng cần chủ động đến ngay trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo y tế. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của Sóc Trăng đạt hơn 89%, mũi 2 đạt 38,61% người trên 18 tuổi. Tại thành phố Cần Thơ, số ca mắc tiếp tục tăng lên 524 ca trong ngày 12 tháng 11. Số trường hợp mắc mới vẫn tập trung đông nhất tại các khu vực phong tỏa ổ dịch cũ trên địa bàn quận Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều. Số F0 mới tại các ổ dịch ở khu công nghiệp vẫn liên tục tăng lên. Tổng số ca mắc Covid-19 tại thành phố Cần Thơ lên 11.800 người, thành phố Cần Thơ đang điều trị cho 2.777 bệnh nhân, trong đó có 80 bệnh nhân nằm ở tầng 3. Tại Đồng Tháp, ca mắc Covid-19 mới vẫn tiếp tục tăng cao với 383 ca, cao nhất trong những ngày gần đây, trong đó có 124 ca cộng đồng. Đồng Tháp ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022. Đối tượng được tiêm là tất cả người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, số lượng vaccine tiêm đủ 2 mũi là 307.250 liều. Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Tiền Giang ghi nhận 634 ca mắc COVID-19 tập trung ở các huyện như Cái Bè, Châu Thành và thành phố Mỹ Tho. Trong đó, số ca mắc trong cộng đồng là 102 và trong khu cách ly là 519. Trong ngày 12 tháng 11 đã có 5 người tử vong. Tiền Giang đã tiêm hơn 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Từ 0 giờ ngày 12 tháng 11, thành phố Mỹ Tho áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 cấp độ 3 trên một số khu vực các phường 2, 3, 6, 7, 8, Tân Long và xã Tân Mỹ Tránh.